11 loa Harley Davidson. Lên xe là hết nước chấm luôn. Quá đỉnh, quá tuyệt vời. Đồ về là nó zin ha. Đó. Thì setup cấu hình này là 11 loa là Harley Davidson nè. Anh em xài cái này không thể chê vô đâu được hết. Thì những cái dòng này là mình đã giới thiệu nhiều rồi ha. Đây là loa center của nó nè. Center. Đó, Harley Davidson. Nên thấy không? Anh em muốn hàng đẹp zin cỡ nào hay là đẹp mới cỡ nào là mình có hết ha. Đây. Harley Davidson đây. Đó, Harley Davidson. Rồi. Đây âm ly. Con này khủng lắm nha. USA, con này khủng lắm. Và sub. Thì một số dòng xe là phía sau là không có chỗ để nên là bắt buộc phải xài sub này để bánh xe cua hoặc là để những cái vị trí nhỏ gọn. Thì sub này là Mexico đây. Bô này của Mexico ha. Đó. Tiếng mấy con này là cực kỳ hay, khỏi chạy đi đâu hết. Nếu mà mình chơi âm thanh á, thì mình nghe những cái dòng nhạc từ nhạc mạnh cho tới nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc ballad, nhạc rock, bolero. Chơi những con này nghe êm dịu, ngọt ngào, nó không bao giờ làm chúng ta chán đi được. Đó. Em thấy đó. Đây cấu ha. Rồi chỉ có như vậy thôi. Cấu hình này là đơn giản nhất và tiết kiệm nhất, bộ chỉ có 11 loa thôi, rất đơn giản ha. Vậy nhưng mà nó khi nó lên xe rồi chúng ta sẽ không có xuống xe đâu, rất là hay.